sở thích của cô là ca hát, du lịch và đóng phim. Năng khiếu của cô là bơi lội, ca hát. Và tôi có mơ ước là một lần nào đó được qua Thái Lan để phẫu thuật lại 3 vòng cho cân đối và có một đôi chân dài tỷ lệ. Cô thì mình là một thí sinh rất quen thuộc với chúng ta. Chúng ta có thể bắt gặp cô ở khắp mọi nơi, nhất là trong các quán nhậu. Cô là một trong các thí sinh mà hấp dẫn nhất và khỏe mạnh nhất và làm cho ban giám khảo thèm khát nhất. Và cô thì mình thì có cái tên gọi rất là giang hồ, cái tên đó là ngắn gọn, khu vực. Và cô có các sơ đo các vòng như sau: vòng 1, 60, lép tiếng ở nhà. Vòng 2, 60. Và vòng 3, 80. Cô có mơ ước là được nhiều các cái chàng trai mến mộ khắp nơi trên thế giới. Và xin mời với người đẹp Phô Thị Mực này, chúng ta thấy đây một người đẹp điển hình rất là chung thủy của việc ở Việt Nam mà trước sau như một. Bởi vì không thấy gì chờ, nó tán tè như nhau thôi, không có gì khác cả. Xin mời mọi người tới chị, cười tới lên chị vào đây, đẹp quá ha chị. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi người mẫu thứ ba của chương trình sẽ xuất hiện ngay sau đây thôi. Xin mời quý vị cùng bước vào sân khấu nha. Và quý vị cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thí sinh thứ ba, cô Thích Thị Sò, có nghĩa là Thích Thị Sò. Cô Thích Thị Sò mang số báo danh 075. Cô sinh năm 1988. Cô đã có các sơ đồ 3 vòng như sau: vòng 1 100, vòng 2 65 và vòng 3 75. Và để có thể bình chọn những thí sinh này, xin mời quý vị cùng hướng mắt lên màn hình để xem bên đây chúng ta đã hiển thị lên tên cũng như là hình ảnh đặc trưng của thí sinh được mang tên Thích Thị Sò. Xin mời các anh chị hãy thân đây ạ. Quý vị quan sát kỹ các cái vẻ đẹp, các cái đường cong cũng như là các cái đường thẳng của các thí sinh mà quý vị có thể là bầu chọn cho các thí sinh đạt giải trong đêm nay. Và xin mời phần dự thi của thí sinh thứ tư, cô Ke Rang Mua, có nghĩa là vừa rang mè. Cô Ke Rang Mua có số báo danh 035. Cô sinh năm 2000 gì mà già chát rồi chạy. Cô cắt có các số đo 3 vòng như sau: vòng 1 70, vòng 2 60 và vòng 3 tới 101. Xin quý vị hãy dành những tràng pháo tay thật lớn cho thí sinh Ke Rang Mua này, cái tên nghe cái giống người nước ngoài quá. Xin mời thí sinh hãy một lần nữa xoay vài vòng đi, vài vòng đi. Thí sinh ơi, đẹp quá và lộng lẫy quá, mà xin được mời chị 05035 ạ. Quá tuyệt vời, xin được cảm ơn thí sinh Cô Rang Me. Xin được mời chị hãy trở về vị trí. Chúng ta sẽ gặp gỡ thí sinh này sau 2 phút nữa. Bây giờ xin được mời thí sinh tiếp theo ạ. Vâng, thí sinh thứ 5 xuất hiện trên thôi chúng ta sẽ là cô Thờ Thì Sao. Cơn Thờ Thì Sao có số báo danh là 999. Tôi sinh năm 1988. Có các sơ đồ vào vòng như sau: vòng 1 80, vòng 2 68 và vòng 3 95. Cô có một cái dáng đi rất là có một cung hai, và tính tình cô vui vẻ, lúc nào cũng mang cái tính chất là rất xì tin. Sở thích của cô là mua bán, kinh doanh và kể chuyện. Năng khiếu của cô là múa ba lê, nhảy aerobic. Và cô có một ước mơ sẽ trở thành một diễn viên múa ngôi sao điện ảnh trong tương lai. Và nghề nghiệp chính của cô hiện tại đang là tài xế của công ty Tấn Hưng. Xin quý vị cho tràng pháo tay thật lớn ạ. Và như vậy là chúng ta đã gặp gỡ được 5 thí sinh của chương trình trong buổi tối ngày hôm nay. 5 người đẹp tuyệt vời đã có mặt trên sân khấu một lần nữa. Xin được mời 5 người đẹp, chúng ta hãy dạo một vòng để cho tất cả quý vị được chiêm ngưỡng được không ạ? Xin mời thí sinh có thể bước sân khấu để chúng ta có thể gặp gỡ và giao lưu khán giả được không ạ? Xin được mời thí sinh đi ạ. Xin mời, chúng ta đã lộng lẫy hôm nay rồi ạ. Xin được mời. Xin các vị cô chú có thể dành những tràng pháo tay tán thưởng cho thí sinh được không ạ?
Wow. Thưa quý vị, bất cứ một cuộc thi người đẹp nào, chúng ta cũng sẽ có những cái phần ứng xử để chọn ra những người đẹp tài năng nhất và có thể chọn ra được người thí sinh được chọn nhất. Là bây giờ xin được mời cái thí sinh sau khi đã xuống chiếc kia sàm sỡ giao lưu với khán giả xong, xin được mời chúng ta trở về sân khấu để chúng ta ứng xử nè. Xin được mời những người đẹp, chúng ta sẽ đến với phần thi ứng xử. Và trong buổi tối ngày hôm nay, phần thi ứng xử chúng ta sẽ có nội dung giống như cuộc thi người đẹp của hội thế giới khác ạ. Bây giờ xin được mời tất cả những thí sinh, chúng ta sẽ bốc một câu hỏi ngẫu nhiên bên trong cuộc biểu ngày hôm nay và sẽ chọn câu hỏi và sẽ trả lời câu hỏi ngay bây giờ. Xin được mời thí sinh đầu tiên trong danh sách chương trình ngày hôm nay là thí sinh bằng số nhanh 002 của chương trình. Thí sinh được mệnh danh Nagata. Bây giờ xin được mời quý vị khán giả hãy cùng hướng về sân khấu để xem thí sinh Nagata này bắt được bao nhiêu nha. Xin được mời. Trời, có năm phía mà cũng trộn nhiệt tình vậy nè. Rồi, xin được mời thí sinh đứng kế bên anh hay là chị để xem rung quá. Câu hỏi của thí sinh đầu tiên có nội dung như sau. Bạn đã đến đảo Phú Quốc tươi đẹp này lần thứ mấy? Điều gì làm cho bạn thấy ấn tượng nhất? Xin được mời thí sinh có thể nhìn lại câu hỏi một lần nữa và sẽ trả lời câu hỏi ạ. Dạ, xin kính chào ban giám khảo. Em xin nhắc lại câu hỏi ban giám khảo hỏi. Và đây là bạn đã đến đảo Phú Quốc tươi đẹp này lần thứ mấy? Điều gì làm cho bạn ấn tượng nhất? Và em xin trả lời câu hỏi. Và kính thưa ban giám khảo, em xin thú thật là lần đầu tiên em đến đảo Phú Quốc này ạ. Và cái điều làm em ấn tượng nhất đó chính là sự hiền hòa, thân thiện của người dân Phú Quốc ở đây. Rồi, và ấn tượng hơn nữa là em được đến cái bãi biển Mỹ Lan gì đấy. Em hy vọng một ngày nào đấy em sẽ được đến đây lần hai, lần ba, lần nhiều hơn nữa. Và em xin cảm ơn ạ. Thầy xin quý vị hãy bình chọn cho em. Xin được cảm ơn những lời chia sẻ, những lời câu trả lời rất là mộc mạc chân thành của thí sinh 002. Và thưa quý vị thân mến, chúng ta vừa được lắng nghe xong những lời tâm sự chân tình nhất. Và trong bất cứ một cuộc thi nào thì để những người đẹp chúng ta đăng quang một cách vinh quang và thật là tuyệt vời cho mắt khán giả, xin mời chúng ta sẽ đến với phần thi, một cái phần thi rất đặc biệt ở phần thi tài năng dành cho thí sinh thứ hai, thứ nhất chương trình là số 002. Không biết là ngày hôm nay thí sinh là cờ tờ sẽ mang đến khán giả chúng ta một màn trình diễn, một màn tiết mục gì để chúng ta biểu hiện trong cái phần thi tài năng của mình ạ? Em xin cảm ơn. Năng khiếu thì em chả có nhiều, nhưng mà nếu mà múa lửa thì em biết chút chút. Wow, như vậy là chúng ta sẽ đến với phần thi múa lửa của thí sinh đầu tiên và số danh 002. Cho giao hỏi là thí sinh lần đầu có biết nhai lưỡi bào hay là nuốt những kiểu gì không, làm luôn để cho khán giả mình coi lượt luôn. Cái này thì khó không ạ? Khó phải không ạ? Bây giờ xin mời thí sinh hãy chuẩn bị phần thi của mình đi ạ. Có cần âm nhạc gì không ạ? Chắc chắn là phải cần phải không ạ? Dạ, cho em chút music. Bây giờ xin được mời âm nhạc bắt đầu và quý vị ơi hãy nhìn đây, nhân vật đầu tiên. Cầm đuôi luôn. Thôi hợp, chờ đợi ra lửa nha. Xin được cảm ơn phần thi múa lửa. Quý vị thấy lửa chưa ạ? Chưa có lửa mà, chắc lần này phải cho nợ lại thôi, lần sau phải làm sao cho khè lửa ra mới được nha. Chân thành cảm ơn thí sinh 002 của chương trình. Và bây giờ thì phần bình chọn của thí sinh đã được ban giám khảo chúng tôi ghi nhận và xin được mời thí sinh sẽ chờ đợi ở đây. Và xin được mời thí sinh tiếp theo chương trình ạ. Xin được mời thí sinh 021.
Xin mời thí sinh Khô Thị Mừng. Xin mời thí sinh hãy bước lên giữa sân khấu để khán giả có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của mình được rõ ràng hơn. Ngay chờ gì bật ống, bật nan, gì bật lùm bật hết trơn. Câu hỏi của thí sinh Khô Thị Mừng như sau. Nghe xong cái mùa tương ớt của ai là người em biết ơn nhất, yêu quý nhất, nếu em đạt giải nhất trong đêm nay? Xin được nhắc lại, ai là người thí sinh Khô Thị Mừng sẽ biết ơn nhất, yêu quý nhất nếu như thí sinh Khô Thị Mừng đạt giải nhất trong buổi tối ngày hôm nay? Hết, xin được mời thí sinh trả lời câu hỏi của chương trình. Ai cũng vậy, đến đây rồi thì bồi hồi, bối rối và đang nhớ tới ba mẹ phải không? Miếu đi, miếu đi, miếu đi, miếu, miếu, miếu. Trời ơi, mà coi đứng dàn chân quá à. Dạ, xin trả lời. Nhẹ nhẹ đi, hơi nặng rồi đó, hơi nặng rồi, nhẹ nhẹ thôi. Alo. Cái nàng tim kém lắm quá à. Không, nói em lòng tin alo. Anh nói nè, anh nói đi anh. Ủa, anh chỉ nói đi chị. À, bây giờ xin mời thí sinh Khô Thị Mừng cứ bình tĩnh, cứ từ từ. Không sao đâu ạ. Sao vậy, sao vậy ạ? Bây giờ, không sao, không sao. Bây giờ nếu mà thí sinh Khô Thị Mừng chúng ta không thể thể hiện bằng lời nói, xin mời hãy thể hiện bằng động tác thông qua âm nhạc. Hãy thể hiện được cho chúng mình biết rằng nếu như thí sinh ngày hôm nay đạt giải nhất của chương trình thì sẽ yêu quý ai nhất và biết ơn đến ai nhất. Trong ngày hôm nay thí sinh ví dụ biết ơn chỗ anh sẽ được bay xuống hôn anh sẽ vài chục cái. Bởi vì sao giờ anh sẽ có tự tin để thi cuộc thi này được không ạ? Ví dụ vậy thôi, bây giờ xin được mời âm nhạc chúng ta sẽ bắt đầu vang lên để thí sinh Khô Thị Mừng sẽ bắt đầu biểu hiện tài năng của mình. Và thay lời muốn nói xin được mời âm nhạc bắt đầu. Chống lên rồi. Đây rồi. Vậy là thí sinh này đã yêu mến Hoàng Phi Hồng. Đó đó đó, Hoàng Phi Hồng xuất hiện, Hoàng Phi Hồng xuất hiện. Xa 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 xa. Và như vậy là thí sinh Hoàng Phi Hồng xin được mời thí sinh Khô Thị Mừng, chúng ta đã có phải là đã được tội nguyện rồi không? Có phải là nhắc đến tên người nãy rồi nghĩ lên sân khấu liền phải không? Bây giờ nói chung là không thể nào nói được nên lời nên thì cứ gật đầu thôi, gật đầu lắc đầu như thơ nha. Có phải chưa nói cho gật đầu gì nữa. Có phải là khi mà nghĩ đến người ấy đó múa xong rồi nhảy bước lên sân khấu liền phải không? Gật đầu. Như vậy là rõ ràng là thí sinh Khô Thị Mừng chúng ta đã thay lời muốn nói. Nếu như ngày hôm nay thí sinh Khô Thị Mừng giành giải nhất, người mình yêu quý nhất, người biết ơn nhất là ai ạ? Thưa quý vị, anh sẽ được một tràng pháo tay cho Khô Thị Mừng và anh sẽ được không ạ? Xin được cảm ơn rất nhiều và xin được chúc mừng thí sinh Khô Thị Mừng đã hoàn thành xong phần thi ứng xử của mình. Một phần thi ấn tượng của một cô hai trong chương trình Người Đẹp mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Xin được mời thí sinh thứ ba của chương trình 075 sẽ bắt phiếu ngày hôm nay. Anh trộn lên đi anh cứ trộn lên đi rồi. Rồi xin được mời thí sinh Sò. Khờ thì Sò phải không ạ? Con niềm đẹp lắm, da niềm trơn à. Thích thì Sò phải không ạ? Bây giờ xin được mời thí sinh sẽ trong đi trô trước, tôi thấy sao mà trong nách có nhiều cái gì. Bây giờ câu hỏi của thí sinh Sò như sau. Nếu hôm nay em được giải nhất với danh hiệu Người Đẹp Đại Dương Miss Ocean 2014 với giải thưởng là 100 triệu đồng, em sẽ làm gì hết? Chắc là chỉ nhìn ngang đây thôi, đừng nhìn phía dưới. Lời đầu tiên, cho em xin gửi đến ban tổ chức và anh em lãnh đạo một lời chào thân thương nhất ạ. Trời ơi! Sò này có ngọc trai chưa? Có ngọc trai chưa? Bự chưa? Có hai hộp luôn quý vị ơi, giữ chặt. Trả lời câu
nếu như em được đăng cai làm hoa hậu đẹp nhất đêm nay, em xin với giải thưởng 100 triệu. 100 triệu đồng. Em xin tiếp 10 triệu đồng tặng cho mẹ em ạ. 20 triệu đồng nhé tặng cho ba em. Và số tiền còn lại em sẽ chung vào công quỹ. Công quỹ đi Thái Lan năm lần sau đúng không? Đi Thái Lan đúng không? Em sẽ chung vào công quỹ hội khuyến học gia đình em ạ. Tối lại em không xài đồng nào hết. Một tràng vỗ tay thật lớn bởi vì sao? Một tí tin rất là có yếu. 10 triệu đầu tiên là ngay cho mẹ liền, 20 triệu là cho bố, còn lại là quỹ khuyến học gia đình em. Ok, tuyệt vời quá. Và bây giờ, trước khi thí sinh chúng ta hoàn thành phần thi ứng xử thì thường lệ chúng ta sẽ diễn ra một thi vụ, chính là phần thi tài năng. Bây giờ, biết đâu ngày hôm nay thí sinh Sò sẽ đạt được giải Miss Tài Năng thì sao, phải không ạ? Bây giờ xin được mời thí sinh Hải cho khán giả biết là ngày hôm nay mình đã chuẩn bị tiết mục gì, hay là cái phần thi tài năng năng khiếu gì để chúng ta có thể biểu diễn cho khán giả được xem được không nào? Đến với buổi tối hôm nay, Sò xin biểu diễn tiết mục chữ ta á. Tét ngọc trai không? Tiết mục tét ngọc trai ạ? Chữ tạ hết hồn, từ đâu tiết mục tét ngọc trai, sân khấu là sợ lắm nha. Bây giờ xin được mời chúng ta hãy hướng mắt về sân khấu để xem người đẹp chúng ta chữ tạ nha. Đây, rút các bạn. Hay là lên các bạn nào. Vỗ tay các bạn ơi. Hey. 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 Cái tách nhẹ nhẹ thôi, cái tách nhẹ nhẹ thôi, đừng để lên tách cao quá, nhẹ nhẹ tách thôi. Sao bạn làm thứ hai không ạ? Chưa sao. Các bạn ơi, chúng ta lớn được không ạ? Chúng ta lớn đi ạ. Yeah, làm thứ hai đây ạ. Chuẩn bị, đây là lần cuối cùng. 1, 2, 3, yeah. Trời ơi, rồi. Cảm ơn. Thấy. Tôi thấy hết trơn rồi, khán giả đã nhắm mắt hết trơn rồi kìa. À, một cái, trời ơi. Không sao, biết đâu đây là thí sinh có giải phong cách nhất. Và bây giờ chúng ta xin được chúc mừng thí sinh Sò đã hoàn thành phần thi của mình. Và chúng ta xin được mời thí sinh tiếp theo, thí sinh 035 của chương trình, thí sinh Ke Rang Mua. Tôi đọc hồi là 7 tôi luôn, xin được mời thí sinh Hải chọn một cái câu hỏi của mình đi ạ. Xin được mời thí sinh Hải nhận bình thường. Câu hỏi của thí sinh Ke Rang Mua là gì? Như thế này đây, điều gì làm cho em vui nhất? Điều gì làm cho em buồn nhất? Dạ, cái điều vui là hơi căng thẳng. Xin được mời thí sinh, đây là câu hỏi trả lời về cảm xúc nha. Quan sát. Nếu như em hôm nay em vui nhất, em được giải là em đạt được giải nhất là vui nhất. Còn em buồn nhất là khi em không đạt giải, chưa hát. Có thể thấy rằng thí sinh Ke Rang Mua rất là thực tế phải không ạ? À? Em vui nhất đêm nay khi em đạt giải nhất và em buồn nhất khi không được giải nhất. Giải gì thì sao? Thí sinh có chia sẻ không? Giải gì thì sao? Hoặc là ngày hôm nay tự nhiên sau khi chương trình này xong, nói với tất cả các anh trong công ty Tấn Hưng yêu mến mình quá thì sao? Điện thoại liên tục thì sao? Có vui hay là không? Nếu như cái niềm vui đó hay là được mọi người yêu mến mà gọi điện liên tục là vui hơn được giải à? À, thấy chưa, rõ ràng là nếu mà được mọi người vỗ tay thật to là vui hơn đó kìa quý vị, nghe quý vị. À, quý vị thì... À rồi, như vậy thì chắc chắn là quý vị sẽ vỗ tay nhiều hơn nữa nếu như mà thí sinh Cua Răng Me có thể thể hiện một phần tiết mục tài năng để cho tất cả chúng ta thấy rằng thí sinh Cua Răng Me đang rất là yêu quý mọi người và cảm thấy rằng giải thưởng không là gì cả. Xin được mời thí sinh ạ. Một bài hát nha. Hay là mình nhảy giống cua đi. Hát là gì? Anh thường hay nói đùa, thích nói em là con cua. Trời ơi, bà
sẽ đừng có lòng nhận tôi sợ quá. Ta sẽ vui chung trò, đừng làm một con cú anh biết mãi bên người. Em là một con cú, em là một con cú lì. À, xin được cảm ơn tiếp tục hát rất là hay mặc dù là hát nhép. Xin được cảm ơn một phần thi vô cùng táo bạo và đầy gan dạ của thí sinh Kê Nam Mua. Bây giờ xin được mời thí sinh cuối cùng Khờ Thì Sao. Xin được thí sinh Khờ Thì Sao sẽ có một sự lựa chọn phải nói là hết sức là dễ dàng chỉ còn một phiếu một thôi, chọn nhanh đi. Còn một phiếu đó chọn đi, nói chung là còn nhiều sự lựa chọn, một phiếu một đó làm nhanh đi. Em thấy là lụa bay dữ lắm rồi đó. Câu hỏi của thí sinh cuối cùng như sao, Khờ Thì Sao, số với danh 999 từ từ đi làm dữ vậy? Nếu có người nào đó xem hội thi và chê em xấu, em sẽ nói gì? Nói thôi, đừng có làm gì. Bây giờ là nếu trong tất cả ngày hôm nay đó, sau khi mà cuộc thi này diễn ra xong mà có người nói là xấu quá, rồi sao? Lúc đó là mình cảm giác như thế nào? Mình giận dữ không hay là vui sướng? Câu này khó trả lời. Bây giờ muốn trả lời thiệt hay là không thiệt? Nhỏ lớn lại dặn thiệt không mà nghe. Em xin trả lời câu hỏi của em. Nếu mà có ai nói mình xấu quá thì sao? Dạ. Cứ khán giả thấy em đẹp em xấu gì? Nếu đẹp thì sao ạ? Vỗ tay đi ạ. Chúc mừng thí sinh ngày 1 phần 3 khán giả vỗ tay, còn 2 phần 3 chơi xấu. Dạ ai thấy em đẹp, giơ tay ủng hộ giùm em đi mà. Còn bao nhiêu cánh tay vậy? Rồi vậy là em vui rồi, xin cảm ơn. Như vậy là thí sinh chúng ta đã chọn một cách trả lời rất là thông minh, bởi vì ai cũng biết rằng là thí sinh năm nay đẹp rồi, nhưng mà câu hỏi chúng ta là nếu như xấu đó thì như thế nào thôi. Thì một cái cảm xúc đi, chẳng hạn như là sẽ giận dữ lên, giận chân lên, hay làm như lột quần áo ra quăng vào mặt nó, ví dụ vậy. Mà tính em xấu á, em ganh tị lắm nha. Em út nhỏ mà anh này đã câu trả lời của em rồi. À vậy hả? Dạ, em nhiều lắm tuổi buồn lắm anh. Không nói được, anh không cảm gì nữa. Vậy là nếu mà xấu thì không nói gì hết, nó âm thầm lặng lẽ bỏ đi thôi. À vậy hả? Hiền quá ha. Rồi. Xin chào, bây giờ thì trước khi mà chúng ta đến với phần công bố thì xin mời thí sinh Khờ Thì Sao hãy cho khán giả mình biết là thí sinh Khờ Thì Sao sẽ biểu hiện cái phần tài năng gì, cái tiết mục gì để làm cho khán giả chúng ta cảm thấy yêu mến mình hơn và trong mắt người mình đẹp hơn. Tiết mục năng khiếu. Dạ, năng khiếu em hay nhảy lắm anh. Em nhảy cái gì mới được em? Em nhảy dạ. Nhảy còn trẻ. Tôi. À rồi, tiết mục dạ. Nhảy nè, không phải nhảy, dạ, không phải nhảy đương đại, không phải nhảy hiện đại, không phải nhảy dân ca dân chủ, mà là nhảy bí mật. Nhảy còn nhẹ. Bây giờ có được nhẹ không? Nhạc đúng không? Bây giờ xin được mời chúng ta hãy đến với phần thi nhảy bí mật của thí sinh Khờ Thì Sao. Thôi một chút xíu Mali Dancer rồi, lắp bộ đi. Bộ tay các chị ơi, đây. Xung lên rồi, quằn quại luôn. Tiếng hót luôn. Chào cô chú. Woo! Trời ơi. Xin mời chúng ta hãy cùng tham gia điệu nhảy này với thí sinh Khờ Thì Sao được không ạ? Ok, Gun of Style, yeah. Dạ, em mời chúng ta quay lại, đúng rồi, quay lại nha, cái nữa nha.
Cảm ơn, và những đứa nhảy vừa rồi rất là vui nhộn cũng đã khép lại phần thi tài năng của thí sinh cuối cùng khờ thì sao. Và bây giờ chúng tôi xin được mời tất cả các vị ban giám khảo khó tính ngồi dưới kia sẽ là người thay mặt cho ban tổ chức chọn ra được thí sinh nào là giải nhất trong chương trình ngày hôm nay. Nói chung là mình đã mang lại tiết rồi đó. Chủ yếu là khách hàng, chủ yếu là những người ở đây hiện nay tôi đi học trọng với người thật ra mình phải bỏ qua cái chương trình này để về